我需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。大家好，这是我诗印，你的好朋友，欢迎你来我的频道跟英英学习中文。你们今天好吗？今天我们将通过歌曲学习中文，这是一首很有名的歌曲，学喵叫。我们一起学喵叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。Mình sẽ không bắt các bạn phải đợi lâu nữa. Let's start. Trong câu đầu tiên của bài hát này là 我们一起学猫叫. Và chắc các bạn cũng đã biết, và nếu như bạn nào chưa biết thì bây giờ sẽ biết. 我们 là chúng tôi, 一起 là cùng nhau, 学 là học, 猫 là mèo, còn 叫 có nghĩa là kêu. Và mình muốn đi sâu và nói rõ hơn cái từ 一起 này trong tiếng Hán. Thì khi mà các bạn làm một cái hành động gì đấy với một người khác, hay còn gọi là cùng làm ý, thì chúng ta sẽ dùng từ y chỉ. Và cấu trúc của cái y chỉ, cái từ y chỉ này là chủ ngữ, chủ ngữ cộng y chỉ cộng với động từ, và sau động từ là tân ngữ. Mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung nha. 你想不想和我一起学习中文吗? Có hay không? Trả lời đi. Và câu thứ hai là 在你面前撒个娇. Cái câu này có nghĩa là rồi muốn nũng nịu trước mặt anh. Trai là trước, trai là ở, nỉ miên chiến, nỉ là bạn, là anh, miên là mặt, chiến là trước, trai nỉ miên chiến là trước mặt anh. Trong cái câu này mình muốn nói rõ hơn cho các bạn về hai cái cách dùng từ. Để thứ nhất là trai, từ trai, một từ rất là phổ biến trong tiếng Trung. Thường thường trai sẽ được biết đến là một cái giới từ giống như tiếng Anh nó là in, on, us. Trong tiếng Trung, từ trai là cái từ chỉ địa điểm sẽ được đặt lên trước, ngay sau chủ ngữ và sau từ trai rồi mới đến động từ. Mình sẽ lấy một ví dụ nhé. 我们在越南食堂吃饭, có nghĩa là chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng Việt Nam. Thì các bạn để ý, 我们 là chúng tôi, là chủ ngữ. Chai Yuenan Shu Thang là nhà hàng Việt Nam. Chu Fan đặt cuối cùng là ăn cơm. Mình lấy một ví dụ khác nữa nhé. Wo Chai Cha Li Zhu Qi Xue Xi Trung Quan, có nghĩa là tôi tự học tiếng Hán ở nhà. Trong cái câu này, Wo đóng vai trò là chủ ngữ, Chai Cha Li là từ chỉ địa điểm, Zhu Qi Xue Xi Trung Quan là động từ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai trong cái câu này, là cụm từ sa cơ treo. Sa treo là một cái động từ diễn tả cái hành động làm nũng, làm những hành động rất là dễ thương, hay còn mình còn biết đến kiểu như nũng nịu ý. Thì nếu như người ta dùng sa treo thì mình không có gì phải nói cả, nó rất là bình thường. Nhưng ở đây là sa cơ treo, cái từ cưa, lượng từ cưa đứng ở giữa. Vậy nó là gì? Động từ ly hợp là một cái hiện tượng từ rất là phổ biến trong tiếng Trung. Lớn nhất của nó là hai từ không đứng cạnh nhau trong một câu, mà nó sẽ được tách nhau ra. Trong tiếng Trung, động từ đi tắm là xí trào. Nhưng mà khi mà mình nói xí cưa trào là đi tắm một cái, tắm một phát. Bởi vì sao? Bởi vì là 今天太热了，我想要洗个澡. Là hôm nay trời nóng quá, trời rất là nóng và tôi cần đi tắm một phát. Thì bản thân xí cưa trào này nó đã mang cái tân ngữ đằng trong rồi. Thì sau cái động từ này các bạn không cần phải thêm bất cứ một cái tân ngữ nào đằng sau nữa. Và chúng ta hãy cùng bước sang câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo là 我的心脏蹦蹦跳, có nghĩa là trái tim của em đang nhảy loạn xạ hết cả lên rồi. Trong cái câu 我的心脏 này thì 心脏 có nghĩa là trái tim. Đây, trái tim của em đây. Và 我的, cái từ 的 ở đây là từ chỉ quan hệ sở hữu, cái gì của ai đó. Mình dịch, cái lưu ý này, mình thấy chữ 的 là mình phải đọc từ dưới lên trên nhá.
của tớ xin trang là trái tim, tớ là của, tôi là của thì là trái tim của tôi. Còn ví dụ muốn nói như là cuốn sách của bạn thì mình sẽ nói là nỉ tớ su. Đấy, các bạn để ý cho mình, thấy chữ tớ là phải đọc từ dưới lên trên, phải dịch từ dưới lên trên nhá. À đúng rồi, mình sẽ lấy luôn cái câu ngay dưới này để làm ví dụ cho các bạn về cái chữ quan hệ sở hữu của chữ tợ này. Cái đấy là câu mí liên sang nỉ tợ khoai xiao. Các bạn dịch từ dưới lên trên giúp mình nhá. Khoai xiao này là nụ cười xấu xa. Tợ là chỉ quan hệ sở hữu là của, nỉ là bạn, tức là nụ cười xấu xa của anh. Còn cái cụm từ mí liên sang này, mí liên là động từ chỉ cái sự say đắm, sự say mê, và thường thường nó sẽ đi cùng với sang, từ sang. À, nhân cái câu này thì mình sẽ học luôn cái câu thả thính, đảm bảo 100% là sẽ hiệu quả nhé các bạn nhé. Đó là tang wo yu shang ni wo de xin zhong shi peng peng qiao, có nghĩa là khi mà em gặp anh hoặc là anh gặp em thì trái tim của anh luôn luôn lạc nhịp. Đỉnh chưa? Và mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ về cái từ mí liang này. Cũng là một câu thả thính mà chắc hẳn là bạn nữ nào nghi sau khi nghe xong là cũng phải rung rinh. Nếu không rung rinh thì cũng phải gần đổ rồi đấy, mình cá luôn. Đấy là câu các bạn nam để ý nhé, các bạn nam ghi nhớ nhé. Mấy nữ, nì tờ huay xào bì giang quang hài mình liang. Wà, mì liên sàng lò. Nì chân sư thai xuỷ xiền, xie xie. Và câu cuối cùng trong đoạn điệp khúc này, nì bú xua ai wà, wà chiang mèo mèo mèo, có nghĩa là nếu như anh không chịu nói yêu em thì em sẽ chỉ meo 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 cho đến khi nào anh nói thì thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này của mình. Và nếu các bạn có lời nhắn gì muốn nhắn gửi đến mình thì đừng ngại mà để lời comment ở bên dưới nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và subscribe kênh của mình và share cho bạn bè, để như là cái động lực cho mình để làm video tiếp theo. Bye bye, cảm ơn rất nhiều. See you next time. 再见。